Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 120 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng của thị xã Buôn Hồ tiến hành triển khai xét nghiệm tầm soát dịch trên địa bàn 4 phường của thị xã để kịp thời bóc tách các F0 trong cộng đồng. 4 phường triển khai xét nghiệm gồm An Lạc, An Bình, Thiền An và Đạt Hiếu. Đây là các phường đang là điểm nóng về số ca chùm ca mắc COVID-19 lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng ở thị xã Buôn Hồ. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện từ việc truy vết lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến một số vựa thu mua nông sản. Để đảm bảo an toàn và phòng tránh lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu, ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền, thông tin thời gian, địa điểm lấy mẫu đến toàn bộ người dân. Riêng ở những khu vực có F0 hoặc F1 thì tổ chức khoanh vùng, tiến hành lấy mẫu tại hộ gia đình để tránh lây lan trên diện rộng. Hiện ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã huy động thêm hàng trăm nhân viên y tế tại nhiều địa phương khác để hỗ trợ thị xã Buôn Hồ lấy mẫu xét nghiệm. Do tính chất phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế sẽ tổ chức xét nghiệm lại cho người dân thêm 2 lần để bóc tách sạch F0 ra khỏi cộng đồng. Đây cũng là thời điểm nhiều loài nông sản vào mùa thu hoạch. Do vậy, ngành y tế cũng sẽ tiến hành xét nghiệm cho tất cả lái xe, thương lái đến thu mua nông sản để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động giao thương hàng hóa không để ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản của người dân. Tính đến ngày 21 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.687 ca mắc COVID-19, trong đó thị xã Buôn Hồ có 270 ca.